Hồi nãy là chơi trên cạn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chơi dưới nước. Đây cũng là một trong những loại hình mà mới lạ ở Việt Nam. Ủa khoan, mới lạ vậy là Basso biết chơi chưa? Thật ra thì ở bên nước ngoài á, Basso chưa bao giờ được chơi. Hả? Còn ở Việt Nam thì Basso đã từng chơi một lần rồi, nhưng mà lần đó Basso không có chèo. Thật ra ta không ấy, ta đi tìm người nào biết, ta hỏi. Dạ. Để chơi trường phao này thì trước tiên hai anh trang bị áo phao giùm em đi ạ. Mặc áo phao vô. Thay vì lo sợ hãy cứ chèo ở Đà Lạt đi lần đi nào. Khác nói gì vậy? Đi chơi cái này Thái á. Mình thì vẫn tự tin cho tới khi mình gặp Basso. Xin chào mừng anh chị mình đến chơi thuyền phao. Giờ chơi này mang tính chất mạo hiểm thì mình nhớ bao giờ mình chơi xong mình lên bờ, mình hãy cởi áo phao, quay nó ra nhớ giùm em nha. Thì thuyền của mình sẽ có 4 người thì mình chia đều ra hai bên giùm em. Những anh chị nào mình ngồi bên phải để ý giùm em. Trên trái của mình thì sợ không ra an toàn. Sau đó mình ngồi hẳn lên mạng thuyền luôn. Cách mình cầm mái chèo. Tay trái của mình cầm trên đỉnh mái chèo. Dạ. Tay phải mình cầm vào thân mái chèo. Cách chèo của mình cắm sâu mái chèo xuống và kéo ngược ra sau. Người đằng sau nhìn người đằng trước chèo giùm em để chèo cho đều. Còn tránh tay chạy người đằng trước ạ. Thuyền của em là thuyền cao su. Nếu mình không may, mình lúc mình chơi mình va chạm vào đá hay vào cây gì đó, nó sẽ tạo ra một lực đàn hồi. Những anh chị nào mình ngồi trên thuyền mà không vững hoặc quên sỏi dây chân vào đai này, mình quên mất thì vô tình mình rớt xuống nước. Thì mình nhớ giùm em, động tác đầu tiên mình tuyệt đối không đưa hai tay lên trời. Nhớ giùm em nha. Mình đưa hai tay lên trời, áo phao sẽ ra khỏi người mình. Nếu mình rớt xuống mà trên tay mình không còn mới chèo nữa, mình dùng động tác như sau. Hai tay của mình bắt chèo cổ áo phao, dạ, chèo xuống dưới và nằm ngửa người ra. Mình làm sao cho mình đầu mình trôi sau, chân mình trôi trước lòng nước giùm em, để khi gặp đá gặp cây đó mình tạt ra giùm em. Nếu mình rớt xuống mà trên tay mình còn cầm mái chèo, nhớ giùm em, tay của mình cầm mái chèo bắt cổ vào kẹp xuống dưới và nằm ngửa người ra. Nhưng đó là những trường hợp những anh chị nào mình rớt xa thuyền và trôi xa. Những anh chị nào mà mình rớt gần thuyền, mình nhớ giùm em nha, xung quanh thuyền này sẽ có một dây đai này sẽ chơi cứu hộ của mình. Những anh chị nào mình rớt ở gần, mình sẽ dùng tay của mình nắm vô. Dạ. Rồi. Ây da, sao chèo mà tạt nước vô nhau vậy? Ủa sao tới 4 5 người rồi sao đông vậy? Ekip à. Wow. Nay cùng đá giờ đẹp sao? À. Đẹp á. Cái hồ đá mới mắc cười. Ngược giọng ơi, ngược. Cái này dưới vô đá mới vui, nó mới gì văng ra. Tôi là hết bình tĩnh được rồi đó. Đi đâu mình đẩy ra được mà. Rồi sao nữa? Bên trái chào. Hai bên. Hai bên chèo đi. Dòng sông trái xiết lái đò chèo. Bây giờ là lúc chúng ta tận hưởng một không gian mà chúng ta rất khó mà có được. Đó chính là chèo thuyền vượt thác. Sao thấy nó lững lờ trôi thế này? Chào con. Cú nãy nó mới đụng đá chút xíu mà. Cú đó em cũng khóc tim thiệt. Nó tưởng máy quay ra xuống nước rồi chứ. Để có những cái thước phim đẹp thì các bạn có thể thấy là chúng tôi đánh đổi sự mạo hiểm rất là nhiều. Đây nhờ Google có thể thấy đó, thấy ông quay phim mình kia không? Đó. Mạo hiểm là mạo hiểm ở chỗ cái máy quay chứ phải ở chỗ ổng đâu. Ổng rất không sao, cái máy quay đó thì có vấn đề. Nếu như mà ai yêu thích bộ môn này mà muốn tập phát triển nâng cao hơn thì trước tiên chúng ta phải tập tập quen ở cái mức là dễ nhất. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta có chỗ này. Mà cao hơn nữa các bạn có thể đi sâu lên bờ dọc rồi có những cái đèo, có những cái thác rất là nhiều. Cho hỏi cái chỗ đằng kia nó rào đó là một bậc nước phải không anh? Đi tới động kinh nghiệm phía trước kìa. Ok đó nha, qua phải nha. Rồi nghe lời anh thôi đó. Giờ chỉ nghe lời anh thôi đó. Rồi tôi thấy nó. Nó tới rồi nè. Tới rồi nè anh em ơi. Tới rồi. Lên. Kèo đi, coi chừng. Đó, phải gặp thác thì nổi mạo hiểm. Từ từ chứ anh phải có cái khúc này khúc kia. Khúc nào cũng gặp cao, không có cái kèo bài à. Rồi, cùng đá. Đeo. Hai bên chèo, nhanh lên. Hai bên chèo. À, hiểu
nhất chưa anh? Rồi, sắp tới bậc khó nhất rồi nè. 1 2 1 2 1 vô luôn hả? Vô luôn hả? Vô. Vô. 1. Trời ơi. Cảm giác của bạn lần đầu tiên chơi trò này như thế nào? Dĩ nhiên là cảm thấy rất là sướng, rất là đã, rất là phê. Mình cảm giác mình làm chủ một con thuyền vậy đó. Và cảm giác là được hoạt động chung với đồng đội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tới một thử thách. Cũng sẽ là một thử thách ở dưới nước. Nha. Đúng rồi hả? Cho nghỉ nghỉ sao hơi xíu nha. Không có nghỉ gì nữa đó. Đuối lắm rồi. Ông ơi, cái dí ông nặng dễ sợ luôn á. Đổi xe kìa. Trời ơi. Đấy. Anh lại lụa đấy. Mày chạy chậm quá vậy. Mày giống như đi ở cửa người xem hoa vậy đó. Còn lần đầu tiên lái cano nước, cái này gọi là mô tô nước hả? Cái này theo thuật ngữ của nó gọi là jet ski. À, jet ski. Thì cũng có thể gọi theo tiếng Việt Nam của chúng ta là mô tô nước. Thì đây cũng là một trong những loại hình thể thao mạo hiểm dưới nước. Bởi vì thật ra khi mà mỗi lần chúng ta đi tốc độ cao thì cái sóng nó đánh là mình nó dập đùng 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 đùng. Nhưng mà nếu như chúng ta không khéo về cái khả năng thăng bằng thì chúng ta có thể dễ dàng bị ngã qua một bên và thậm chí là lật. Nếu như về một cái tốc độ mà cao mà 60-70 km mà chúng ta không khéo, chúng ta bám không chặt thì văng ra khỏi thuyền luôn. Trời ơi, hèn gì lúc nãy thấy sao nó dập dềnh. Tại mình cứ nghĩ là giống như xe tay ga trên cạn thôi, nhưng mà nó khó hơn nhiều, giống như là xe lái như bộ gà. Vậy mà bạn không có dám chạy nhanh đúng không? Đúng rồi, đâu dám chạy nhanh đâu, chạy chậm chậm từ 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 từ. Thích mạo hiểm chơi quen cái trò này á thì cái vận tốc có nhiều người họ chạy được tới 60-70, và nếu như thuyền mà máy mà mạnh á họ có thể chạy hơn cả 100. Trời, rất là nhanh. Sao nổi trời. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay cũng mở rộng được tầm mắt rồi. Ủa, đâu ra cây cây này vậy? Thì cái cây này là đặc biệt khi May tới khu du lịch Madagung thì có một hoạt động rất là ý nghĩa, và đây là việc mà chúng ta đang đi làm, đó chính là trồng cây gây rừng. Ồ, nhớ hồi mình học cấp 1 nè, cũng có hoạt động trồng cây nè. Dạ. Hoạt động của mình đã diễn ra trong thời gian bao lâu rồi ạ? Hoạt động này thì cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đúng không ạ? Các bạn từ tay trồng cây của mình và chả biết gọi là cây khắp tên của mình trên đó. Rồi một thời gian sau các bạn có thể đến để xem cái cây của mình nó lớn như thế nào, nó lớn như thế nào, phát triển thế nào. Điều này có thể ghi nhận ở chúng ta đã tự tay trồng một cái cây tại khu du lịch Malagui, và cũng tập cho bản thân mình khi mà về nhà cũng có thể tự trồng những cái khoảng cây xanh để có thể giúp ích cho làm trong sạch thiên nhiên, hiểu ý không? Nhớ là về nhà trồng cây nghe không?
Còn bây giờ thì tụi em nhà tôi chung cư tầng 2 để coi chồng kiểu gì. Ừ. Ủa anh ơi, cái này là cây gì vậy? À, cây này cây sao. Cây sao à? Có cắm sao được này? Nó là giống gỗ quý. Ồ, vậy là mình đang trồng một cây gỗ quý. Ủa anh ơi, vậy thì mất bao lâu thì cây sao này sẽ lớn à? Nó tùy theo, có khi 25 cũng có. Cây này thì nó là cây loại cây rừng thì chỉ cần giữ nước ổn định cho nó là được rồi, không cần nhiều lắm. Kéo hết bồn luôn. Ngày giây phút này bà Xuân đang cảm thấy rất là tự hào vừa làm. Còn May thì nghĩ như thế nào? May thì nghĩ đơn giản thôi, là 20 năm sau nữa sẽ dẫn con mình lại đây. Đây, cây này ngày xưa bố trồng là hồi xưa nó mọc nó tới dưới đây nè, bây giờ nó lên tới kia rồi kìa, con thấy không? Bự như cây kia kìa. Ra nó rất là ý nghĩa. Mỗi một người trồng một cây mà cứ cả hàng ngàn người tới đây thì sẽ là hàng ngàn cây được trồng. Thì rừng càng ngày càng sẽ càng dày hơn nữa. Mày thấy mấy cánh rừng xa tích tắp đằng kia không? Nó sẽ được nối lại tới đây luôn. Tao có cảm thấy hối hận về chuyến bắt cóc của Bazo dành cho May không? Là tới bây giờ cảm thấy hài lòng về chuyến đây này. Cảm ơn Bazo. Rồi.